xin chào cả nhà thân mến. Cả nhà ơi, hôm nay chúng ta lại trở lại với chương trình Vợ Chồng Son. Hôm nay thực sự là Thúy Nga rất là hồi hộp. Tại vì hai vợ chồng này, cô vợ thì người Việt Nam mà anh chồng thì người Mỹ. Mà quý vị biết rồi đó, tiếng Mỹ em thì nói chung là nó cái vấn đề nó cũng hạn chế đó. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tới ghé thăm đôi vợ chồng Son này đi ha. Ngay cái hôm đó lại là gia đình có tiệc ở bên này, thế là cả nhà đang ngồi giống như là hội bàn đào vậy đó chị. Xong rồi anh này mới hỏi ý kiến của ba ảnh là bây giờ con nên làm sao để đưa Minu về Mỹ. Cả nhà giống như là bắt đầu bỏ phiếu bầu cử. 100% phiếu bầu là lấy vợ đi. Nếu mà tụi con thật sự yêu nhau, thật sự hiểu nhau thì lấy nhau. Sau cái cuộc điện thoại đó, tụi em đang ngồi trên cái ghế sofa ở trong cái căn hộ đó, thì ảnh quay qua mới hỏi em là anh sẽ là về Mỹ lập nghiệp, em có muốn cùng anh về Mỹ hay không, em có đồng ý cưới anh không. Ngồi trên sofa không có nhẫn, không có gì hết chị, chỉ hỏi vậy thôi. Dạ cái em ok. Dạ em ok, cũng rưng rưng nước mắt cho giống kịch bản. Dạ dạ. Trời dạ. Rồi chị nghe nói là hôm nay tới đây nè, ông xã em là người Mỹ phải không? Nên dạ. chị nãy giờ là chị văn ôn võ luyện, cái chị vô chị gặp bình thường là chị chào em. Dạ. Nhưng hôm nay Thúy Nga là hello em. Hello chị. Chồng em đâu rồi? Dạ, ông xã em. Hello, how are you? I'm fine, thank you, and you? Chào chị. Chào chị. Cứ nói tiếng Việt nha. Ủa, biết nói tiếng Việt hả? Em biết nói tiếng Việt. Ôi, tôi thoát nạn rồi. Trời ơi, cảm ơn em, chị mừng quá. Nãy giờ chị đến đây cái khoảnh khắc này chị hồi hộp lắm. Dạ, chị không nói tiếng Việt. Sao tôi biết nói tiếng Việt? At least I am a comedian and MC. At least talk no good. Không sao, không sao. Trời ơi, nổi tiếng à. Thôi chị vô nhà. Ôi, mừng quá. Sáng sớm này chị áp lực lắm em. Dạ. Nghe nó đi phỏng vấn người Mỹ là tao nó mặc chị nó tao nó sáng và nó tím giống như cái áo gì đó, lo lắng hoang mang. Đầu tiên thì chúng ta giới thiệu về xíu lý lịch bản thân. Em là Jake Brown. Jake Brown. Jake Brown, Quốc Bảo cũng được. Vì tên Việt là Quốc Bảo, ai đặt vậy? Em. Ồ, vậy là chứng tỏ là bà vợ chắc mê Bảo Quốc nên đặt em là Quốc Bảo. Em nói nhiều tên thì về em nói không. Quốc Bảo. Ồ, được. Quốc. Được. Bao nhiêu tuổi? 27. Wow, trẻ như vậy hả? Rồi bây giờ em giới thiệu đi. Dạ, em chào chị Thúy Nga, xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Minu Lê Brown, lấy họ của ông xã. Mọi người thường gọi em là chị Nâu. Chị Nâu hả? Dạ, chị Nâu, chị ông Nâu đó chị. Rồi năm nay em nhiêu tuổi? Dạ, em 25 tuổi chị. 25 tuổi, wow, trẻ ha. Dạ, trẻ lắm. Có thể tiết lộ nghề nghiệp của hai vợ chồng được không? Dạ, hiện tại thì hai vợ chồng em cùng làm việc cho chính phủ Mỹ. Wow, dạ. Chính phủ Mỹ luôn. Dạ. Cưới nhau được bao nhiêu lâu? How long have we been married? 3 năm rưỡi. 3 năm. 3 năm. 3 năm. 3 năm. Không gian của đôi vợ chồng Son này quá đẹp luôn nha. Đẹp mà quá em ơi. Mình đi tham quan một chút xíu. Ai là decor thiết kế những cái đồ này trong phòng vậy? Dạ, ba chồng em. Wow, là em đang sống chung với lại ba chồng, với lại mẹ chồng hả? Dạ đúng rồi chị. Hiện tại thì ba má chồng em đang đi du lịch nên không có ở nhà, chỉ có hai vợ chồng em thôi. Vậy hả? Dạ. Rất là đẹp nha, rất là ấm cúng luôn. Đây là phòng ăn của gia đình em. Hôm nay có ông bà nội của em sang chơi. Wow. Dạ. Hello. Đây là ông bà nội của em thì hai vợ chồng có thể cho ông bà nội nói gì về nàng dâu đi. Về cháu dâu chứ. They asking what do you think about me? I think she's a wonderful girl. Trời ơi, cứ bị bệnh đẹp không á. I think Jake is so lucky to have met Minu. And that she's perfect for him. We're very happy. Như là khen không luôn á. What about you, Grandpa? I'm amazed with the language. I am very bad with languages. For her to have all these the language skills, it just blows me away. Thank you. Thấy không, tôi cũng biết bập bẹ được vài chữ. Bên này là cái quầy bar để nhậu đúng không? Dạ đúng rồi, hai vợ chồng buồn buồn thì lại đây
nhậu. Ba chồng em thiết kế cái quầy bar này là để gia đình cùng uống với nhau. Chứng tỏ như vậy là em cũng biết uống rượu đúng không? Dạ một chút xíu. Không, thật ra là mình nhập gia tùy tục, gia đình dạ. chơi tới đâu mình chơi tới đó em. Dạ. Nào, mình bên đây là phòng khách của gia đình ạ. Phòng khách. Dạ. Sao bên người Mỹ họ cũng thờ Phật đó hả? Dạ không có, ba chồng của em thì rất là thích tìm hiểu về văn hóa của các nước khác. Thì khi mà biết em chuẩn bị gia nhập vào gia đình á thì biết là người Việt Nam mình có đạo Phật thì ba mới nói là con sang đây con cứ đem một cái tượng Phật sang đây. Dạ. Wow. Dạ vậy thì... là rất là tâm lý luôn. Dạ dạ, dạ. Vậy là em rất lucky nha. Chúc dạ. mừng em luôn. Dạ cảm ơn chị. Rồi. Trở lại câu chuyện vợ chồng Son, cơ duyên mà khi mà tụi em gặp nhau sao? Hiểu không? Hiểu không? Có hiểu. Trời ơi, tôi thích quá, ai lái kịp. Hai em gặp nhau ở Việt Nam. Khi anh qua Việt Nam để làm việc thầy giáo tiếng Anh ở một trung tâm tiếng Anh ở Sài Gòn. Khi anh gặp em là teacher's assistant. Trợ giảng. Trợ giảng. Yeah. Break time. Em không biết đi đâu, không biết gì hết. Em dụ em. Dạ, dạ. Trời. Chị đừng tin anh. sao rồi tiếp nè. Em lúc đó em làm trợ giảng cho cái trung tâm đó được khoảng gần 3 năm rồi. Thì anh này là anh mới sang luôn. Thì cái lớp đầu tiên mà anh dạy á thì là em là người trợ giảng. Lúc đó là ông xã em là tự nhiên thích về Việt Nam ở luôn vậy đó hả? What happened to you? Like why did you decide to move to Vietnam? Em tốt nghiệp hơi sớm và không biết muốn làm gì ở Mỹ. Nên em về một bạn em nói chắc hai em đi qua thế giới về chơi và chắc dạy tiếng Anh vì hai em nghe nói đó là một việc làm có nhiều tiền và có được đi chơi. Vừa đi làm mà vừa đi chơi, trời tính quá, hay quá luôn. Dạ. Em làm ở đó lâu năm rồi nên là khi mà có giáo viên mới là em sẽ biết ai là người mới. Thì anh này là mới cáo luôn. Em lịch sự em lại hỏi là anh đến từ đâu, anh có cần giúp đỡ gì không? Đối với cái văn hóa phương Tây khi mà một người con gái tiếp cận một người con trai như vậy mà hỏi han như vậy, người ta sẽ hiểu nhầm là mình thích người ta. À. Dạ. Thì anh này anh hiểu nhầm là em muốn cua ảnh. Anh nhiệt tình quá đó. Dạ. Là em nhiệt tình thiệt chứ không phải là em muốn cua ảnh đâu. Anh hỏi em cho anh số điện thoại của em cho, nhưng mà anh biết ở Mỹ ghê quá, nếu ai mới gặp một coworker và hỏi cho số điện thoại hay sớm, em đi về và hỏi một bạn ở Việt Nam ghé hay không, hay bình thường. Ghé hay bình thường, nếu cho số phone như vậy. Yeah. Em hiểu. Anh cứ nói tiếp đi, không sao. Và bạn nói, không sao, bình thường. Em nhắn tin em về hỏi muốn đi chơi. Rồi dụ người ta liên nhé. Dạ, đúng rồi. Anh nghĩ là em thích ảnh nên là ảnh tấn công liền. Dạ, dễ thương ha. Dạ, không biết đông cái làm sao. Và em nói, xin lỗi, hơi bận. Dạ, tự nhiên cái bữa đầu tiên về là ảnh nhắn tin em là hỏi em muốn đi chơi với ảnh không, thì em cũng hơi bất ngờ. Mới dạy chung có một bữa. Dạ. Xong rồi em mới, thôi chưa sẵn sàng. Thật ra thì lúc đó em cũng mới vừa chia tay bạn trai lâu năm. Nên là em chưa sẵn sàng để đi chơi với người khác. Thì tụi em đi chơi với nhau khoảng 2 tháng sau thì mới chính thức là coi như là quen nhau chính thức. Tới 2 tháng sau mới có cái cảnh mà nắm tay ung hôn nữa phải không? When was it our first kiss and so? The first time, yeah, the first date. Yeah. Yeah. Không, thật ra là tụi em có hôn nhau cái hôm đi hẹn đó tại vì tụi em... Là cái lần đầu tiên đi hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, gì mà em còn chưa nhận lời luôn. Dạ đúng em rồi. Em cho người ta hôn luôn mà em cho em không nhận lời. Bởi vậy anh mới nói em lão. Sáng nắng chiều mưa đó chị. Dạ. Thời gian bao nhiêu lâu thì là em đổ thật sự? Tụi em quen nhau được khoảng
hơn nửa năm thì tụi em dọn về sống chung ở một căn hộ ở Sài Gòn. Ba mẹ em chỉ biết về mối quan hệ của hai đứa thôi chứ không biết về cái việc mà em dọn sống chung với lại Bảo. Ủa là em trong cái quá trình em đi làm đi học là em ở riêng, em không ở chung với gia đình phải không? Dạ, tại vì quê em ở Long An, em lên Sài Gòn là em đi học đại học và sau đó là làm việc ở Sài Gòn thì em mướn nhà ở Sài Gòn. Nên là ba mẹ cứ nghĩ là em ở trọ riêng, không có sống chung với bạn trai. Dạ. Ai là người đề nghị để mà về sống chung với nhau? Who was the one that offered like to move in? Em sống với anh ở một nhà hơi lớn rồi, có năm lầu. Em sống ở lầu lầu năm. To explain it. Yeah, lầu, yeah. Lầu năm. Trời ơi, tôi hiểu rồi, giỏi không? Trong cái thời gian quen nhau thì em có qua lại nhà của anh này thì sau đó một thời gian, cái lúc mà tụi em quyết định vào sống chung á là do nhà anh này có sự cố là chủ nhà sửa nhà mà không có báo với lại các thành viên mướn nhà, nên là anh này lúc đó cũng hơi có lấn cấn với lại chủ nhà nên là quyết định dọn ra ngoài mướn một căn hộ riêng luôn. Thì anh này mới nói với em là em có muốn dọn sống cùng với anh hay không, thì lúc đó em đồng ý. Khi ở Việt Nam một năm hẹn hò em rồi, em có bị sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết Mà hơi bị sick like lúc mà tụi em vừa dọn vào cái căn hộ chung cư mà tụi em sống chung á chị, thì là qua tuần sau là ảnh bị sốt xuất huyết là phải nhập viện luôn. Là đợt đấy ảnh te tua, ảnh xuống mười mấy ký luôn chị. Em phải ở bệnh viện suốt coi như là thức trắng mỗi đêm luôn. Lúc đó thì thật sự là em rất là thương ảnh rồi. Khoảng thời gian ảnh trong bệnh viện em rất là lo, tại vì chị biết sốt xuất huyết cứ vài tiếng là nó lên cơn, giống như là coi giật vậy đấy. Đúng rồi chị. Lúc đó em rất là sợ mất anh này. Gia đình của em thấy em với anh ở lo chu đáo quá. Dạ. Thì là thương liền luôn. Dạ, đúng rồi. Ảnh ở bệnh viện khoảng 10 ngày. Nhưng mà cái quá trình hồi phục của anh là phải mất khoảng mấy tháng sau nữa, tại vì nó đánh vào phổi rồi sau đó anh bị ho rồi đủ thứ hết chị. Khoảng bao nhiêu lâu thì là tụi em mới là chính thức là em được bạn trai em cầu hôn? Tụi em quen nhau được khoảng gần một năm rưỡi thì anh này quyết định về Mỹ lập nghiệp. Anh ấy không có muốn bỏ lại em ở Việt Nam. Thì lúc đó tụi em có hai lựa chọn. Một là em sẽ sang đây với tư cách là visa du học. Hai là tụi em sẽ sang đây với tư cách là vợ chồng. Thì lúc đó anh này ảnh gọi cho ba của ảnh, ba mẹ của ảnh. Thì ngay cái hôm đó lại là gia đình có tiệc ở bên này. Thế là cả nhà đang ngồi giống như là hội bàn đào vậy đó chị. Xong rồi anh này mới hỏi ý kiến của ba ảnh là bây giờ con nên làm sao để đưa Minu về Mỹ. Cả nhà giống như là bắt đầu bỏ phiếu bầu cử. Là cả nhà bên nhà chồng hả? Lúc đó thì 100% phiếu bầu là lấy vợ đi. Tại vì nếu mà đi du học á thì trước cũng lấy, sau cũng lấy. Làm giấy tờ là phải làm hai lần. Ba mới nói là trước cũng lấy, sau cũng lấy. Nên là tụi con, nếu mà tụi con thật sự yêu nhau, thật sự hiểu nhau thì lấy nhau. Sau cái cuộc điện thoại đó, tụi em đang ngồi trên cái ghế sofa ở trong cái căn hộ á, thì anh quay qua mới hỏi em là anh sẽ về Mỹ lập nghiệp, em có muốn cùng anh về Mỹ hay không? Em có đồng ý cưới anh không? Ngồi trên sofa, không có nhẫn, không có gì hết chị. Chỉ hỏi vậy thôi. Dạ. Cái em ok. Dạ, em ok, cũng rưng rưng nước mắt cho giống kịch bản. Dạ. Dạ. Sau khi anh cầu hôn xong thì tụi em mới dẫn em đi mua nhẫn. Rồi chị ơi, chị, em thấy nào đẹp em? Em thấy đẹp, ok tính tiền. Đó. Sao em không có chỉ luôn cái hột xoàn đó, em có biết chỉ hột xoàn không? Dạ có nè chị. Làm chị cái diamond đó. Dạ đúng rồi. Vậy là sau khi mà em đồng ý có nghĩa là em đi qua Mỹ luôn, chứ không có đám cưới gì ở Việt Nam. Tụi em có tổ chức đám cưới ở Việt Nam, mời anh chị em bạn bè dòng họ ở Việt Nam và ba mẹ anh này cũng bay sang Việt Nam. Có em gái của anh này luôn. Dạ. Có mặc áo dài khăn đóng không? Dạ yeah, dạ. Yeah. Có. Dạ có. Có luôn dạ. Hai vợ chồng em mặc áo dài gì dễ thương lắm. Sau đó thì em đi qua Mỹ. Dạ. Với một người đàn ông mà phương Tây, cái lý do nào mà tại sao em quyết định em chọn ảnh để làm chồng? Có nhiều lý do. Thứ nhất là em rất là thích anh này ở cái tính quyết đoán, tức là nói được là sẽ làm được. Và anh này là một người cực kỳ có kế hoạch. Trước khi mà tụi em quyết định về Mỹ là anh này đã đưa cho em một cái kế hoạch là sau khi về Mỹ hai vợ chồng sẽ làm gì, bao lâu thì sẽ có em bé, tất cả mọi thứ là ảnh lên kế hoạch hết. Và có một cái sự cố lúc mà tụi em quen nhau được khoảng gần nửa năm, thì lúc đấy thì em có bị trễ kỳ.
Nhưng mà thật ra thì lúc đó em không nghĩ là em có thai, tại vì hai vợ chồng em lúc mà quyết định quen nhau và sống thử thì tụi em có kế hoạch hóa gia đình ở bệnh viện phụ sản. Nhưng mà em có hỏi với ảnh là anh ơi, nếu mà bây giờ em mang thai thì sao? Tụi mình mới quen nhau có chưa nửa năm thôi. Thì ảnh nói với em một câu là em quyết định đây là người đàn ông của đời mình, là nếu em có bầu thì anh sẽ cưới em liền, tại vì anh không muốn con anh không có bố. Cái lúc mà bắt đầu em qua Mỹ đi, hai vợ chồng là thực sự là sống chung rồi đó. Ngày xưa người ta còn yêu, người ta cũng có cái sự đè nén đúng không? Nhưng mà lúc về sống chung rồi, em có thấy cái tật xấu gì của anh không? Thật ra thì cái lúc ở Việt Nam á, là tất cả tật xấu của anh là em đã biết hết rồi. Dạ đúng rồi, tại tụi em ở chung, đầu tiên là bừa bộn, đi về tới đâu là đồ rớt tới đó, em đi theo anh em lượm. Cứ xả đồ. Dạ. Là vừa về tới nhà là mà... cỡ đồ ra quăng cái đó em lượm lượt. Mà cái vô tới phòng là không còn đồ gì hết luôn. Dạ. Ôi, tôi nói giỡn mà thành thiệt. Oh my god. Mà thật ra lúc đầu thì em thấy thật xấu, nhưng mà thật ra tại em thích. Tại vì em khoái dọn dẹp. Thành ra em thấy vậy cái em khoái lắm, em dọn chị. Chứ để thôi không có gì dọn. Mình ra mình làm cái kiểu mà phụ nữ đảm đang lắm. Dạ đúng rồi. Cô gái này có tật xấu gì mà Quốc Bảo có thể tiết lộ ra cho mọi người biết được không? What are some bad habits? Bad habits? Anything that you don't like about me. You can be very stubborn sometimes. Yeah, cứng đầu chị. Cứng đầu. Nhìn cái trán là cũng nghi nghi rồi. Ông xã em có tính giống vậy không? Ông xã em thì ảnh hơi cọc tính chứ anh không có cứng đầu giống em. Nói sao ta? Ảnh đói ngủ á chị, thế mà anh thiếu ngủ á là ảnh sẽ mặt mày cau có. Khó chịu. Dạ khó chịu đúng rồi, thiếu ngủ dạ. Thường thường ai thiếu ngủ cũng vậy à, không phải gì điên chồng em. Dạ, ông xã em được một cái rất là thật thà. Thật thà mà em nói với chị là không còn đường nào để thật thà luôn. Đúng rồi. Dạ, tức là em không phải ghen, không phải gì hết. Tại vì ảnh có cái gì là ảnh nói tẹt từ trong lòng ra hết luôn. Giống như là ra đường con nhỏ nào cua là anh về kể luôn. Dạ đúng rồi. Trong cái thời gian về Việt Nam là ngoài em ra con nhỏ nào tấn công ảnh không? Dạ có. Wow. Là ảnh nói với em là bạn này đang tấn công ảnh mà ảnh thật sự không thích. Và ảnh đưa tin nhắn cho em xem luôn là trả lời bạn này là tôi có bạn gái rồi. Quốc Bảo, đó, tôi thích cái chữ Quốc Bảo. Có thể chia sẻ về vợ của mình được không? When you want to be, you're very determined about stuff. And it's really good to see that you're so smart. You're beautiful. And when you set yourself, your mind to something, you can really almost do anything. You're very capable. You just sometimes you lack the confidence. Yeah. Can you say the word beautiful? Beautiful. Xin. Và xin. Xin đẹp. Và xin đúng rồi. Quá dịu dàng. Như là em có cái vấn đề gì muốn góp ý chồng, hay là chồng có vấn đề gì muốn chia sẻ để cho em thay đổi hay không? I just hope that you know somehow you can make yourself a little bit more comfortable with the stress of your job or like the lack of sleep. I just care about your mental health. That's I don't know the word confidence. More confidence. Tự tin hơn. Tự tin hơn. Yeah. Bảo muốn em có tự tin hơn. Nếu em không có tự tin, thì em sẽ không làm gì. Và đi về và nói ông xã ơi, em hơi buồn. Và ông sẽ nghe và hỏi sao không làm gì để thay đổi đó. Mỗi lần mà em có gặp cái chuyện gì á, nửa trong lòng em á muốn thay đổi điều đó, nhưng mà một nửa thì lại thiếu tự tin. Nếu mà không làm á, về nhà than với ổng là em, thì ông xã ông mới nói chứ tại sao lúc đó không làm mà giờ về nhà buồn. Thì ảnh muốn em tự tin hơn, nếu mà gặp vấn đề mà muốn thay đổi thì phải làm liền. Tụi em có cái view rất là đẹp ở phía sau nhà chị. Mời chị sang tham quan. Đây là cái bồn tắm nước nóng á chị. Vậy hả? Dạ đúng rồi. Những cái đêm mà lạnh lạnh là vợ chồng em sẽ ra đây ngâm bồn tắm nước nóng, uống xíu rượu. Relax mà hả? Dạ đúng rồi, rồi ngắm cảnh ở phía sau. Tại vì cái nhà của tụi em cao hơn mấy cái nhà khác nên là có cái view rất là đẹp ở phía sau. Ở đây là chỗ nướng đồ ăn phải không? Dạ đúng rồi chị. Dạ nếu mà có khách thì tụi em sẽ ra đây ngồi ngắm cảnh, nướng đồ ăn. Bên đây tụi em cũng có để một cái bộ sofa. In your garden. Em có cái vườn hoa nhỏ nhỏ mà hoa tàn hết rồi nha chị. Cái bình thường là hoa nhiều lắm. Dạ hoa ly mà. So, I know that I didn't really get to propose to you in a normal way. And I'm sorry that, you know, I basically made you sacrifice everything to come here. Yeah. I'm so proud of you for everything you've done so far, and I know you miss your family so much. I love you a lot.
And I want you to know that I'm really happy that you've come this far. You've changed a little bit since you've, you know, been with me. And I want to pay for your parents to come as soon as they can. And I want to go back to Vietnam to visit your family because I know you miss them so much. Love you. I love you too. Nhưng tôi nhìn mà tôi thèm đó. Mặc dù là đã sống chung với nhau rồi nhưng mà ông xã của em vẫn rất là lãng mạn, thể hiện một cái hành động mà quỳ gối xuống thể hiện với vợ. Thúy Nga nhìn mà rớt nước mắt mà tự nhiên thèm cái cảm xúc này ghê luôn. Mong muốn là mình ngày nào cũng sẽ có một người đứng quỳ dưới gối chân để mà thể hiện một cái tình cảm gì đó với mình. Thank you vợ chồng em rất là nhiều. Và bây giờ chị sẽ có một món quà gửi cho em. Thiệt hả chị? Chờ chút nha. Dạ. Xin chào ekip của chương trình. Chào hai con. Đã lâu không được gặp lại các con. Mẹ chỉ biết nói một câu là mẹ nhớ các con dữ lắm. Ba mẹ mong đại dịch sớm qua mau để gia đình mình có thể sum họp. Ở bên đây thì ba mẹ vẫn khỏe. Các con cũng nhớ ráng giữ gìn sức khỏe nha. Ba mẹ mong muốn các con luôn thương yêu nhau, luôn hạnh phúc. Các con lúc nào cũng là niềm vui của ba mẹ, là niềm tự hào của ba mẹ. Chúc các con thật là nhiều sức khỏe, luôn thành công trong công việc. Và nhớ tranh thủ cho ba mẹ một đứa cháu thật là dễ thương nha. Hẹn gặp lại các con. Với cái món quà của chương trình cũng 2 năm rồi em không có gặp mẹ. Do một phần là do đại dịch tụi em không về được, mà tụi em muốn đón ba mẹ sang chơi cũng không được. Nên là rất là nhớ mẹ, rất là nhớ ba mẹ của em. Ba mẹ của em hiện tại là phải xa nhau vì đại dịch, do công ty của ba em ở xa nhà. Nên là chỉ có, nên là ba ở một nơi, mẹ ở một nơi. Mà dạ nên là không có con cái bên cạnh mà hai vợ chồng phải xa nhau. Nên là em rất là thương mẹ, rất là thương ba. Mong cho dịch Covid qua mau để em có thể về Việt Nam thăm ba mẹ, hoặc là ba mẹ sẽ sang đây thăm vợ chồng em. Và em rất là muốn đưa ba mẹ đi du lịch Mỹ để cho ba mẹ biết về nước Mỹ, do từ đó đến giờ ba mẹ em chưa bao giờ bước ra khỏi Việt Nam cả. Trước khi mà trước đại dịch đó, thì lúc mà cưới nhau thì hai vợ chồng em đã có lần nào về Việt Nam chưa? Tụi em sang đây hồi tháng 4 2019. Tháng 10 cùng năm rất là buồn là bà ngoại em đột ngột mất. Thì lúc đó em có chạy về Việt Nam một cái chuyến gấp. Từ tháng 10 2019 là đến nay là em chưa có về lại. Chị nhìn cái khoảnh khắc mà em xúc động á, chị biết là em rất lâu rồi không gặp mẹ. Chị đoán được như vậy. Tất cả câu chuyện ngay từ đầu thì rất là vui, nhưng mà tới cái đoạn mà em gặp mẹ em, chị thấy em khóc, chị cũng chịu không nổi, không cầm lòng nổi luôn. Chúc cho hai vợ chồng em luôn luôn hạnh phúc và mau có con, và hết đại dịch thì được gặp ba mẹ. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Hiểu luôn à. Cảm ơn hai vợ chồng Son rất là nhiều. Chương trình Vợ chồng Son tới đây đã kết thúc. Thúy Nga xin cảm ơn tất cả đã theo dõi chương trình. Và cả nhà nhớ đón xem chương trình Vợ chồng Son lúc 10 giờ tối Chủ nhật trên HTV7. Tạm biệt và hẹn gặp lại.